đang mặc kimono. Yukata nó là cái đó. Yukata là cái đó. Kimono nó sẽ dài và nó to hơn một xíu. Yukata nó sẽ gọn gàng hơn. Đến địa điểm mà chúng ta cần thuê đồ chưa? À, em biết cái này được nè. Asakusa kimono liên tục 2,5 được á, đẹp má. Đẹp má, nó chở mình con được lựa thử nữa. Người ta để mẫu ở đây, người ta đã chào rồi. Chào hàng chứ rồi đó. Mình lên đi. Lầu 2 à? Khi đến Nhật Bản thì du khách đều không thể bỏ qua một trải nghiệm vô cùng thú vị. Đó là diện những bộ kimono và yukata truyền thống ở Nhật Bản. Và sau đó sẽ chụp hình trên những con đường hay những ngôi đền cổ ở Nhật Bản. Có rất nhiều kimono với nhiều màu sắc và họa tiết rất độc đáo để cho du khách thỏa thích lựa chọn. Dạ em chào anh có thể cho em hỏi là cái kimono này mình thuê như thế nào đúng không ạ? こちらがとりあえず浴衣を選んでいただいて、で決まりました帯をあちらから選んでいただいてます。Vậy còn giá cả các thứ là mình tính theo giờ hay là như thế nào? 1日当たりのレンタル料金。Tính theo giá thuê ngày. Theo ngày, nghĩa là mình sẽ thuê một ngày, sau đó mình trả những người đó. Nhưng mà nếu như mà bây giờ mình muốn thuê giờ thì sao ạ? そうですね。朝借りられても、昼借りられても、夕方借りられても値段が一緒なので。Mày là asa karirareta hoga otoku. Anh có thể phân biệt cho em được là yukata và kimono nó khác nhau như thế nào không ạ? Kimono no hou ga atsuku dekiyaga. Kiji ga atsui desu ne. Juban dattari hadagi dattari iroiro kiru mono ga ooi desu kedo, yukata wa natsu yō no kimono. Ni ga. Hai. Hai, arigatou gozaimashita. Nhanh tay lựa chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp thôi nào, Việt Thi và Winner ơi. Màu hồng lắm, nhưng mà nếu như mà mặc cái này thì mặc màu hồng nó mới xinh. Tại cái này nó có hoa anh đào. Đồ kimono, cái này là yukata nè. Em yukata hỏi... tại vì nó mỏng hơn. Em nghĩ là em sẽ mặc yukata. Bởi vì hiện tại trời đang rất nóng. Đúng rồi. Cho nên... Chứ bây giờ em mà mặc kimono chắc là Em sẽ lấy cái này cho nó phù hợp với Nhật Bản. Ok. Rồi, anh lựa cái nào? Rồi anh sẽ đi. Như bây giờ em còn phải lựa cái cuốn bụng nữa. Cái đai hả? Người ta gọi là cái đai. Yeah. Ủa, em không biết làm sao cho nó hợp hết trơn á. Nên chị có thể... Em màu vàng cũng xin. Sẽ chọn top 3. Hay, cái này cũng xinh này. Cái này xinh á. Hey. Pink. Ok. Arigatou gozaimashita. Hôm nay Việt Thi đã được nhuộm hồng nguyên cây. Tại vì thật sự là Việt Thi cũng không thích màu hồng, nhưng mà ý là đây là Nhật Bản và hoa anh đào là một cái hoa mà rất là nổi tiếng ở đây. Đúng rồi. Đó, sakura. Việt Thi lựa thôi. Đó, rồi anh chọn gì? Anh nên thay bộ nào? Ở đây có size nè. L và M. Anh lựa đi. Thì như là cô vừa tư vấn cho anh là để size M à L. Ngầu ha. Được không? Tùy anh. Anh muốn cái nào cũng được. Thôi, lấy đi. Ok. Ok. Hey, ok. Không chắc nữa. Em thấy màu trắng ok. Anh nên để cái đai nó nổi một xíu. Này ha. Cái này ok nè. Ok. Hai, arigatou gozaimasu. Bây giờ tụi mình sẽ đi thay đồ đi. Bye bye. Xin gặp lại. Để xem nhan sắc của tụi mình như thế nào. Cùng xem Việt Thi và Winner sẽ như thế nào nha.
Ây chà chà, Winner rất đẹp và cá tính trong bộ yukata truyền thống chứ gì. Còn cô nàng Việt Thi thì quá là xinh luôn đó nha. Sẽ đi dạo quanh một vòng thành phố và chụp ảnh kiểu như là gọi là đi tham quan, gọi là vua hồi xưa phải đi thị sát thị trường, à nhầm, gọi bàn dân thiên hạ xem như thế nào, đúng không? Hả? Đi. Anh coi. Ngại quá. Ngại thì. Trời ơi, mấy chị xinh quá. Rất tiếc em không có tóc để làm. Hồi đó em có tóc chứ bộ, mà tại giờ nó hết rồi thôi. À thế à. Thị sát từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng khá mỏi chân rồi, em có thấy mỏi chân không? Dạ có. Thế bây giờ em có muốn bỏng mắt nữa không? Bây giờ anh sẽ dành cho em một phần quà là chúng ta sẽ lên một cái chiếc xe rất là đặc biệt. Không phải là xe ngựa hay là xe ô tô gì cả, chúng ta sẽ đi xe kéo. Ghê. Yeah. Ừ, nãy giờ em đi mỏi chân thiệt, thôi đi. À, ok, đừng có sốc nha. Đứng chơi nào. Đứng sẵn rồi. Đây, chính là chiếc xe kéo. À. Khi đến Tokyo, du khách có thể chọn cho mình một chiếc xe kéo và một thanh niên khỏe mạnh để được kéo xe đi dạo quanh thành phố. Những thanh niên mặc quần và áo bó sát rất dễ dàng nhận ra. Xe kéo tay là nét đẹp rất khác biệt của du lịch Nhật Bản và luôn được du khách ưu tiên lựa chọn làm phương tiện độc đáo và truyền thống khi dạo quanh thành phố. Hi. Okay. 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 Hi. Hi. Yay. Okay. Please have a seat belt. Ah, seat belt. Hi. Okay. Thanks. Thank you. Thank you. Oh. Hi. どういたしまして。Yeah. Ok, vì biết được là mình sẽ đi cái xe này, cho nên Việt Thi đã xong một cái gọi sao là cái cây từ xưa. Tại vì anh mới vừa nói là anh tặng em. À thế à? Ờ, cho nên em đã chạy đi mua một cái gậy. Cái gậy màu hồng luôn. Cái gậy từ sáng để chúng ta có thể review lại nguyên hành trình đi chiếc xe này. Ừ. Nhưng mà thật sự á, em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là cái chiếc xe này không phải là bất kỳ thứ gì khác mà là do chính anh này, anh được kéo. Ừ. Phải sức dữ lắm mới kéo được. Đúng rồi. Người ta mà nghĩ sao người mà kéo nguyên một anh chàng như vậy. À, sexy quá. Chết rồi. Sao hôm nay em xinh nhở? Ai xin chào ai. Thôi đi. Vậy bây giờ tụi mình lên đường nha. Bye. Bye. Hẹn gặp lại. Yoroshiku onegaishimasu. Yukkuri mochiagemasu. 3, 2, 1. Hi. Okay, let's go. Wow. Ôi, anh thật sự là rất mạnh ấy. Người ta có mệt không ta? Mệt chứ. Kamate kudasai. Kamate kudasai. Hi, kamate mas. Yeah. Vậy đại tụi mình đã đang lên đường rồi đây. Ôi, thật sự là anh rất mạnh ấy. Anh có thể kéo được một người phụ nữ và một người con gái và một người con trai. Anh cảm ơn anh. Hi. Hi. Oh. Wow. Ôi, phía trước là một ngôi đền. Đẹp quá vậy. Ồ, wow. Chúng ta cũng dừng đèn đỏ như bao người khác. Thế. Ơ, cái đền này đẹp quá anh. À. Anh thấy sao? Fresh chứ? Anh thấy khá là thú vị. Yeah. Ê, nhưng kiểu, mà... Thật ra là kiểu như là mình thấy thú vị ấy, nhưng mà kiểu có một chút ánh hại với cái người kéo ấy nhỉ? Wow.
ơi, cái đề này đẹp quá. Ở đây rất là nhiều người mặc kimono hoặc là yukita đi trên đường riêng nãy giờ. Nhìn lại thấy hơi nhiều luôn á. Cũng có người đi xe kéo như mình nè. Ờ, nhưng mà người ta không mặc đồ như mình. Hey. Wow. Sao đi được nửa vòng mà anh thấy sao? Anh thấy nhưng mà thật sự là thích lắm ấy. Đây là lần đầu tiên có cảm giác như luôn. Hồi đó em có đi cực mà xe ngựa ấy. Đó, cà lập. Còn này rất êm luôn đấy. Anh chạy số 1. Anh rất là giỏi. Anh nghĩ là nếu mà là người dân Nhật Bản thì anh ấy sẽ trò chuyện ấy. Kiểu như là vừa kéo xe vừa nói chuyện. Vừa nói chuyện, đúng rồi. Nãy giờ anh ấy cũng định nói chuyện tụi mình rồi. Tại tôi thấy tụi mình đang nói chuyện nhiều quá. Anh cứ nghĩ là mình đi như này nắng ấy, nó sẽ rất là nóng. Nhưng mà thật ra là rất mát nhỉ. Mát dễ mang. Tại sức kéo của anh ấy. Em cảm ơn arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Hey, let's go. Let's go. Tóc bay nghĩa là gió rất nhiều. Như đâu đi tàu lượn siêu tốc ấy. Mát quá à. Yeah, I feel really good. Yeah. Yeah, arigato gozaimasu. You're so strong. Yeah. You're a strong man. Oh my god. Anh bên cạnh cũng không. Yeah. He's strong too. He's the best camera. He's the best cameraman. Yeah. Yay! Ôi, ở đây vắng nhờ, ở đây vắng thiệt. Cái này mới là relax nè, bởi vì cái đường này khá là vắng. Cho nên không có đông đúc, nhưng mà ở đây cũng xịn. Xinh nè. Oh. Wow. Chúng ta đang đi dưới chân cầu. Giờ anh kéo xe, anh có một cái làn da rám nắng vô cùng là khỏe mạnh. Picture. Yeah. Yes. Oh, yes. Okay. Thanks. À, là chúng ta sẽ xuống đây và chụp hình. Thank you. Okay. 1, 2, 3. Hey. 1, 2, 3. Okay. Hey. Arigato gozaimashita. Yeah. Arigato gozaimashita. The name of this. Sky 3. This is the highest tower in Japan. Ah, okay. Đây là cái tháp mà gọi là cao nhất ở Nhật Bản và là cao thứ hai thế giới. Nếu như mà mình đứng ở trên đó là mình có thể thấy được cả núi Phú Sĩ luôn. Có một điều rất là đặc biệt mà từ nãy đến giờ bọn mình phát hiện ra, đó chính là mặc dù là anh ấy chạy bộ để kéo cái xe này bằng sức người, nhưng mà lại đi với cái kiểu km của xe ấy, kiểu như là nếu mà xe dừng đèn đỏ là anh ấy sẽ dừng đèn đỏ. Và kiểu đi ngang với xe luôn ấy, đi dưới đường ngang với xe luôn. Thật sự thích luôn. Đây rồi. Peace. Tới rồi. Ok. Kết thúc cuộc hành trình đi xe của tụi mình rồi. Thật sự là vui cực. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Mr. Taku. Taku. Arigato gozaimasu. How do you say thank you, arigato in your country? Cảm ơn. Hai, cảm ơn. Hai, arigato gozaimasu. Hai. Wow. Ồ, ngầu vậy. Chúng ta. Yeah, gentleman first again. À. Ở Nhật có một cái quy luật hay khác hơn ở các nước là gentleman first. Hey, I don't mind us. Hi. Please help. Em không cần anh, em có thể tự xuống. Hi, arigato gozaimasu.